Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tô màu sao cho thật đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Như vậy dẹp rồi, kết thúc rồi bạn. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu các bạn. Thank you.
Vậy tôi mở xong chưa? Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tô màu sao cho thật đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ đi tô màu cho bạn. Như vậy chồng mình sẽ kết thúc các bạn. Mình sẽ đi vào chi tiết tâm mò nha bạn.
Sabi này, cái mẹ.